Quân đội Israel đã bao vây toàn bộ Gaza và tiến ra phía biển, vùng đất đã bị chia cắt từ Nam lên Bắc. Chuẩn tướng Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF thông báo ngày 6 tháng 11, hôm nay lữ đoàn bộ binh Golani từ lực lượng IDF đã bao vây thành phố Gaza, tiến ra biển và đang chiếm giữ các vị trí. Thành phố Gaza cũng bị bao vây từ phía Nam và trên thực tế hiện nay cả miền Bắc giải Gaza và miền Nam. Chúng tôi vẫn duy trì công việc của hành lang, theo đó các cư dân ở phía Bắc vùng đất và Gaza có thể di chuyển về phía Nam ngoài ra cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ và tổ chức việc làm dành cho người tị nạn Palestine tuyên bố họ đã mất liên lạc với hầu hết nhân viên của cơ quan ở giải gaza Israel hứng chịu vụ tấn công tên lửa chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 từ giải gaza sau tuyên bố về chiến dịch lũ lụt anquasa được tổ chức bởi cánh quân sự của phong trào Hamas Palestine sau đó các chiến binh của tổ chức này đã thâm nhập vào các khu vực biên giới ở miền nam Israel và nổ súng vào cả quân đội và dân thường đồng thời bắt đi con tin Tại Israel, theo chính quyền nước này cho biết, đã có hơn 1.400 người chết. Hàng nghìn người trong đó có 300 quân nhân, hơn 5.000 người bị thương. Để đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel đã phát động chiến dịch thanh kiếm sắt chống lại Hamas ở giải Gaza. Trong vòng vài ngày, quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu vực định cư gần biên giới Gaza và bắt đầu tổ chức không kích vào các mục tiêu, bao gồm cả các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ giải Gaza. Israel cũng tuyên bố phong tỏa hoàn toàn giải Gaza, việc cung cấp nước, thực phẩm, điện, thuốc, nhiên liệu đã bị ngừng. Xung đột Palestine Israel liên quan đến vấn đề lợi ích lãnh thổ của các bên vấn đề này là nguyên nhân gây ra căng thẳng trong nhiều thập kỷ và các xung đột quân sự trong khu vực. Theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, với vai trò tích cực của Liên Xô vào năm 1947 đã xác định việc thành lập hai nhà nước Israel và Palestine, nhưng chỉ có nhà nước Israel được thành lập. Hiện nay, số nạn nhân ở giải Gaza theo Bộ Y tế Palestine cho rằng đã vượt quá 9.000 người, một nửa trong số đó là trẻ em, hơn 18.000 người bị thương. Theo nguồn tin từ CNN, một bức ảnh được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ chia sẻ dường như cho thấy một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đi qua kênh đào Suez dưới cầu Al Salam ở phía đông Bắc Cairo. Trong một thông báo hiếm hoi, quân đội Mỹ cho biết một tàu ngầm tên lửa đạn đạo đã đến Trung Đông, gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng nhắm vào các đối thủ trong khu vực khi Mỹ cố gắng tránh một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã đưa ra thông báo ngày 5 tháng 11 bằng một bài đăng trên mạng xã hội. Trong đó, một bức ảnh cho thấy tàu ngầm lớp Ohio ở kênh đảo Suez đi qua dưới cầu An Salam ở phía đông Bắc Cairo. Quân đội Mỹ hiếm khi công bố các chuyển động hoặc hoạt động của hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Thay vào đó, các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động gần như hoàn toàn bí mật như một phần của bộ ba hạt nhân của Mỹ, cùng với các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom chiến lược. Thông báo công khai về tàu ngầm ở Trung Đông là một thông điệp rõ ràng về sự gian đe nhắm vào Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực. Chiếc tàu ngầm chưa được nêu tên, tham gia cùng một số khí tài khác của Hải quân Mỹ đã có mặt trong khu vực, bao gồm hai nhóm tấn công tàu sân bay và một nhóm sẵn sàng đổ bộ. Lần cuối cùng, Mỹ công khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ở Trung Đông là cách đây một năm, khi tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tướng Michael Eric Curilla trên tàu USS West Virginia vào thời điểm đó sencom cho biết chuyến thăm tàu ngầm của kulila diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ trên biển thuộc vùng biển quốc tế thông báo về việc triển khai tàu ngầm tên lửa đạn đạo trong khu vực được đưa ra khi ngoại trưởng antony blinken tổ chức một loạt cuộc gặp với các đối tác của mỹ ở trung đông sau một chuyến đi ngắn ngủi blinken đã đến thăm thổ nhĩ kỳ iraq israel bờ tây jordan và sip vì sao tàu ngầm lớp ohio của mỹ vẫn là vũ khí đáng sợ nhất thế giới tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ ban đầu được chế tạo với mục đích phá hủy các thành phố và các căn cứ quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hay chính xác hơn là để ngăn chặn kẻ thù tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hải quân Mỹ xác định rằng lực lượng này không cần thiết phải có đến 18 kỵ binh dưới nước để phục vụ cho sứ mệnh gian đe hạt nhân. Hải quân Mỹ ban đầu dự định loại bỏ bốn tàu ngầm cũ nhất, gồm USS Ohio, USS Michigan, USS Florida và USS Georgia trong số 18 tàu ngầm nói trên, nhưng sau đó họ đã lựa chọn nâng cấp và chuyển đổi để chúng có thể phóng tên lửa hành trình bắn từ mặt đất tàu hốc. Các tàu ngầm này được chuyển đổi thành tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio có nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công thông thường vào mục tiêu trên đất liền. Các tàu ngầm Ohio và Florida bắt đầu tái nạp nhiên liệu hạt nhân, đại tu nâng cấp kho vũ khí vào năm 2003 và hoạt động trở lại vào năm 2006. Còn các tàu ngầm Michigan và Georgia hoạt động trở lại hai năm sau đó. Tàu ngầm SSGN lớp Ohio có hỏa lực mạnh hơn bất cứ tàu ngầm tương đương nào, với 24 ống phóng tên lửa, ban đầu được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo khổng lồ Triton. 22 ống phóng trong số này sau đó đã được thiết kế lại để mang tên lửa hành trình Tomahawk. Mỗi ống phóng có 7 tên lửa và như vậy mỗi tàu ngầm có thể mang được 154 tên lửa Tomahawk. Tất cả đều được phóng từ biển trong vòng 6 phút. Tên lửa Tomahawk có giá khoảng 1,5 triệu USD mỗi quả có khả năng mang đầu đạn nặng hàng nghìn kg để tấn công các mục tiêu trên đất liền, nằm cách xa hơn 1.600 km với GPS dẫn đường. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tàu ngầm SSGN lớp Ohio sẽ mang theo số lượng tên lửa trị giá hơn 200 triệu USD khi được trang bị đầy đủ. Ohio SSGN cũng là tàu ngầm đa nhiệm. Hai ông phóng còn lại của tàu ngầm này được chuyển đổi thành các cửa mở dưới biển để triển khai hơn 60 binh sĩ của lực lượng biệt kích hải quân SEAL nhằm thực hiện các hoạt động riêng biệt ngoài ra chúng có thể phóng các phương tiện không người lái dưới nước UUV phương tiện trở lính steel, vào định vị thủy âm và các cảm biến dưới nước khác các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn so với những tàu ngầm được trang bị tên lửa Trident vào năm 2010 các tàu ngầm Ohio Florida và Michigan đã tham gia phô diễn sức mạnh nhằm phản ứng trước một vụ thử tên lửa của Trung Quốc Năm 2011, USF Florida đã phóng 93 tên lửa nhằm vào các hệ thống phòng không của Libya để hỗ trợ cho chiến dịch bình minh Odyssey của Mỹ. Tất cả đều trúng mục tiêu. Các tên lửa giúp dọn đường cho máy bay chiến đấu của Liên quân hoạt động trên không phận Libya, đánh dấu lần đầu tiên tàu ngầm lớp Ohio khai hỏa trong chiến đấu. Đã có nhiều câu hỏi đặt ra về việc những tàu ngầm phóng tên lửa hành trình phục vụ cho mục đích gì? Tại sao Hải quân Mỹ không sử dụng tàu chiến mặt nước để phóng tên lửa tầm xa Tomahawk? hay triển khai máy bay hoạt động trên tàu sân bay để vận hành những loại vũ khí dẫn đường có giá thành rẻ hơn nhiều câu trả lời rất đơn giản các tàu ngầm ssgn lớp ohio có thể tiến gần hơn đến bờ biển của đối phương mà không bị phát hiện điều đó giúp chúng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền hay thực hiện các đợt tấn công ổ ạt bằng tên lửa trong khi ít bị tổn hại hơn so với một cuộc tấn công bằng tàu mặt nước hoặc một cuộc tấn công từ trên không các tên lửa chống hạm tầm xa mới, chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalib của Nga, có thể được phóng từ các bệ phóng trên không, trên biển hoặc trên đất liền, khiến hoạt động tác chiến gần bờ gặp rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là với những tàu mặt nước lớn như tàu sân bay hay tàu tuần dương tên lửa. Ngay cả khi sử dụng máy bay, các tàu sân bay cũng phải di chuyển tới vị trí cách bờ biển của đối phương khoảng 1.287 km ngược lại các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân rất khó bị phát hiện và theo dõi vì di chuyển rất êm có khả năng lặn sâu dưới nước trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa do vậy đối phương sẽ gặp khó khăn trong việc phát hiện ra tàu ngầm trước khi nó phóng tên lửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ con tàu có thể lặn sâu để tránh một cuộc tấn công đáp trả nhà bình luận henbo wangbeng của tni đã mô tả cách tàu ngầm ssgi lớp ohio có thể được sử dụng để thực hiện chiến thuật khai màn bằng cách tiêu diệt các tên lửa chống hạm và tên lửa phóng không trong cuộc tấn công đầu tiên mở đường cho máy bay và tàu mặt nước khai thác lỗ hỏng phòng thủ của đối phương một vai trò mà usf florida đã từng thực hiện trong cuộc xung đột libya tuy nhiên hạm đội tàu ngầm ssgi lớp ohio dự kiến chỉ phục vụ trong lực lượng hải quân thêm một thập kỷ nữa sau đó sẽ dần được thay thế bằng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp colombia mới nhưng cho đến thời điểm đó bốn tàu ngầm ssgi lớp ohio nói trên sẽ vẫn là những tàu ngầm mang tên lửa hành trình được trang bị vũ khí mạnh mẽ nhất thế giới cung cấp những công cụ tiềm năng đầy uy lực để đối phó với chiến lược chống xâm nhập chống tiếp cận của đối phương